Chào các bạn, bây giờ là khoảng 9 giờ tối rồi và mình vừa mới dỗ mây đi ngủ xong. Đây là một cái khoảng thời gian mà mình rất là thích trong ngày bởi vì nó yên tĩnh và nó cho mình một cái khoảng để mình suy nghĩ về những cái thứ xảy ra trong cuộc sống của mình. Và hôm nay thì mình nghĩ khá là nhiều về tiền bạc và cũng lâu rồi thì mình chưa có nói chuyện với các bạn nữa, cho nên là trong video này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn, kể cho các bạn nghe về 6 điều mà mình nhận ra về tiền bạc khi mà mình bước sang độ tuổi 30. Và cái điều đầu tiên mà muốn nói đến đó chính là sự bấp bênh của tiền lương. Tiền lương là một cái khái niệm rất là phổ biến mà chúng ta đều rất là yêu thích vào mỗi cuối tháng, đúng không? Và vào những cái năm 20 tuổi khi mà mình bắt đầu bước ra ngoài đi làm thì mình cảm thấy cực kỳ thoải mái với tiền lương luôn. Mình cảm thấy là có những cái mục tiêu, có những cái con số mà nếu mà một ngày nào đó mình đạt được cái số mức lương đó thì coi như là cuộc đời mình coi như là xong rồi, mình đã thành công rồi. Mình sẽ không cần phải lo nghĩ về bất cứ cái vấn đề gì nữa hết. Chắc chắn là có rất là nhiều người may mắn có một cái công việc ổn định rất là nhiều năm với một cái mức lương tốt và cái sự đãi ngộ tốt, và họ cảm thấy hạnh phúc với công việc của họ và họ luôn cảm thấy ổn định và an toàn trong cái mức lương của mình. Đó là một cái may mắn. Thế nhưng mà sau 10 năm đi làm, bước qua tuổi 30 thì mình đã được chứng kiến và mình cũng đã nhận ra là có những cái rủi ro của tiền lương. Bởi vì cơ bản là chúng ta vẫn đang đánh đổi cái thời gian này và cái công sức một cách chủ động để nhận được những cái khoản thù lao vào mỗi tháng, và có những cái thứ mà chúng ta không thể kiểm soát được. Khi mà khủng hoảng kinh tế xảy ra, khi mà công ty làm ăn không được tốt thì họ sẽ có những cái sự cắt giảm nhân sự chẳng hạn. Và khi mà cắt giảm nhân sự thì bạn đâu có chắc chắn là bạn sẽ không nằm trong cái danh sách những người bị giảm biên chế. Dù bạn vẫn đang làm rất tốt công việc của mình nhưng mà vì cái tình thế nó bắt buộc như vậy thì mình cũng phải cắt giảm biên chế thôi. Khi mà bạn đang nhận được cái mức lương của bạn đều đặn hàng tháng rất là thoải mái thì tháng sau con số đó nó quay về là số không tròn chỉnh. Bản thân mình thì chưa có trải qua cái việc bị giảm biên chế, thế nhưng mà mình đã được trải qua cái cảm giác là bị chậm lương và có những cái chi phí mà mình không có những cái nguồn thu nhập nào khác ngoài tiền lương để mình chi trả cho nó. Vậy cho nên á, nếu mà được quay lại á, thì vào những năm 20 tuổi bắt đầu đi làm và bắt đầu nhận những cái đồng lương đầu tiên của mình á, mình sẽ suy nghĩ về hai thứ: một là tiết kiệm, hai là đầu tư, và thứ ba là bắt đầu tìm kiếm một cái nguồn thu nhập khác ngoài tiền lương. Bắt đầu tìm kiếm một cái nguồn thu nhập nào mà các bạn có thể xây dựng nó dần dần trong cái khoảng thời gian tuổi trẻ từ rất sớm này, để khi mà tiền lương nó gặp rủi ro thì các bạn vẫn có những phương án dự phòng từ tiền tiết kiệm, tiền đầu tư và những cái nguồn thu nhập khác mà các bạn có ngoài tiền lương. Và cái điều đó thì nó dẫn đến cái điều thứ hai mà mình muốn nói, đó chính là các bạn cần phải tạo ra cái sự đa dạng trong nguồn thu nhập của mình. Mình và các bạn đều có khoảng 24 tiếng một ngày, 8 tiếng chúng ta sẽ sử dụng nó ở văn phòng nơi chúng ta làm việc và nhận lương hàng tháng. Cái khoảng thời gian còn lại là cái lúc mà chúng ta có thể sử dụng nó để tạo ra những cái nguồn thu nhập mà chúng ta nắm được cái sự chủ động. Nếu như mà mình được quay lại những năm 20 tuổi thì mình sẽ sử dụng cái thời gian đó và những cái số tiền mà mình kiếm được từ tiền lương để đầu tư nó vào những cái hoạt động như là một cái công việc freelance, những cái hoạt động đầu tư tài chính này, hoặc là thậm chí là tự kinh doanh. Những cái nguồn thu nhập này vào cái thời điểm khởi đầu thì nó sẽ chiếm một cái tỷ trọng rất là nhỏ trong cái thu nhập của mình. Thế nhưng mà nếu như các bạn kiên trì và bắt đầu từ sớm thì vào cái năm 30 tuổi các bạn sẽ biết ơn bản thân vì đã làm cái điều đó. Tại vì mình có một cái niềm tin đó là nếu mà mình đầu tư lâu dài và mình hiểu là mình đang đầu tư là cái gì và mình không chạy theo những cái kênh lướt sóng hay là những cái cách để kiếm tiền nhanh từ cái hoạt động đầu tư thì trong những cái khoảng thời gian 5 năm, 10 năm, thậm chí là 15, 20 năm, những cái khoản đầu tư của mình đầu tư từ rất sớm với những cái số tiền rất là nhỏ nhưng đều đặn và tăng dần theo thời gian thì theo cái mức lương và cái thu nhập của bạn theo thời gian, thì cái thành quả mà bạn nhận được sau này nó sẽ rất là đáng tự hào. Những cái năm đầu năm 20 tuổi các bạn bắt đầu xây dựng cái nền tảng này, cái kiến thức này và cái kinh nghiệm. Thì sau này khi các bạn càng lớn tuổi hơn, các bạn gần bước đến cái tuổi 30 hơn, các bạn đã có một cái tài sản rất là lớn, những cái kinh nghiệm và kiến thức và kỹ năng đó rồi. Cái thu nhập nó cũng sẽ tăng lên theo thời gian, từ cái công việc part time và freelance. Một ngày nào đó nó sẽ được một nửa, hoặc nó bằng với thu nhập tiền lương, hoặc nó gấp đôi thu nhập tiền lương, hoặc là đi hơn nữa. Chúng ta không phải bị phụ thuộc vào một cá nhân hay tổ chức khác để chúng ta làm cái công việc đó, mà chúng ta đang chủ động hoàn toàn trong cái việc quản lý cái công việc đó của mình. Và nhất là vào cái thời điểm này khi mà chúng ta có cái sự hỗ trợ rất là lớn từ công nghệ, từ internet, cái việc mà các bạn kiếm tiền từ một hoặc nhiều những cái kỹ năng mà bạn đang có mà người khác cần, ví dụ như là viết lách, lập trình, huấn luyện viên thể hình online, nấu ăn, thiết kế, mọi thứ đang trở nên dễ dàng hơn với bạn rất là nhiều rồi. Và nếu như các bạn nghĩ là các bạn đang không có một cái kỹ năng nào để có thể kiếm tiền từ nó thì mình bước vào bước thứ ba, đó là chúng ta luôn có thể học.
vào năm 30 tuổi mà vẫn nhận thấy một trong những thứ mà giúp mình tăng thu nhập rất là nhiều, đó chính là cái việc mà không có dừng cái việc học lại. Thật sự là đến bây giờ mình vẫn cảm thấy chưa hết bất ngờ với những thứ mà mình có thể học được ở trên Internet. Chỉ cần một cái máy tính nối mạng, một cái điện thoại, smartphone, các bạn có thể học được rất là nhiều thứ. Ví dụ như bây giờ thì mình vẫn học tiếng Anh rất là đều đặn. Mình học tiếng Anh không phải vì một cái kỳ thi nào đó, mà mình học tiếng Anh bởi vì mình biết là cái kỹ năng về sinh ngữ nó có thể mai một đi theo thời gian, cho nên mình cần phải rèn luyện nó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình biết là ở trong tiếng Anh á, có một cái lượng kiến thức cực kỳ đồ sộ mà mình có thể tham khảo, có thể tìm hiểu, có thể được chạm vào. Và bởi vì mình khá lười á, cho nên gần đây mình sử dụng một cái cách để mình có thể kết hợp hai thứ. Một là mình học tiếng Anh, hai là mình học thêm một cái kiến thức, một cái kỹ năng, một cái kinh nghiệm, một cái góc nhìn của một người khác thông qua một cái nền tảng học tiếng Anh tên là Cambly. Khi mà sử dụng Cambly á, thì mình sẽ kết nối được với những gia sư người bản xứ. Khi mà mình sử dụng công cụ tìm kiếm ở trên Cambly á, thì mình có nhiều khả năng sẽ tìm được cái người gia sư phù hợp dựa trên những cái bộ lọc như là ngữ âm của họ này, cái lịch trống của họ, hoặc là sử dụng những cái từ khóa để tìm được người có cái chuyên môn, có cái kinh nghiệm trong cái lĩnh vực mà mình đang muốn trao đổi về. Và ngoài ra thì sẽ có những cái đánh giá của những người đã học trước đó, họ có phải là super tutor với 4,8 đến 5 sao đánh giá hay không. Và khi mà mình chọn gói linh hoạt thì mình có thể chọn là học một kèm một, hoặc là học theo nhóm 3 người cùng với một gia sư. Khi mà học một kèm một thì mình có một cái cuộc nói chuyện nó sâu hơn, nhưng mà khi học 3 người thì mình sẽ có một cái sự chia sẻ nó rộng hơn và nó thú vị hơn. Và nhiều khi một cái buổi học của mình nó không dừng lại ở cái việc rèn luyện tiếng Anh nữa, mà nó là những cái kết nối và những cái câu chuyện rất là thú vị. Ví dụ như là câu chuyện gần đây của mình và anh Eric chẳng hạn, mình sẽ để một đoạn ngắn ngắn ở đây để các bạn có thể xem thử nha. Hello. Hi. Hi, how are you? I'm good, how are you? You know, I'm doing pretty good. It's almost 2 a.m, so really? I'm just trying to stay awake. Where are you? I'm in United States. I'm in Texas. Yes, if you don't sleep, you have way more time to do things. This is very true. It's a life hack. Okay. How can you function the next morning? Oh, not very well. No. How about you? Are you a gamer? I used to play with my PC when I was small. Now I just sometimes I play FIFA 23. Okay. Yeah, and that's it. The new Spider-Man on PS5. Yeah, Spider-Man 2. Mm. Ah, The Last of Us, the zombie kind of thing. Yes, that's a very very sad game. And the idea of a mushroom like growing inside of you and then take over. Yeah, and controlling you. Yeah. I started to like mushroom after the movie. After the movie, you started to eat mushroom. Yeah, I actually grow some mushroom in my garden. Yeah, mushrooms are crazy. Yeah, they probably run the world, and we don't even know it. Oh, my wife says that the subway systems were modeled after the mushrooms, how they connect underground in Japan. She says. There's your trivia. That's the trivia. She's listening to my conversation and. Yeah, yes. Say hi for me. A very famous influencer just said hi. What's your you know, most meaningful lesson that you have learned about money in your life? Okay. Good question. I would say save as much as you can, doing things on your own, learning skills. So like learn how to cook at home. Don't waste money buying food, you know, or if you have a car, like learn basic repairs and what you can do on your own, you know, learn skills and things to save money. But then it is also important to, it's also important to spend money. So you have a good life and you're not sad all the time. So that's, there's a careful balance. You gotta save some money and you have to spend some money. Và như mình đã nói ở phần trước á, thì mình luôn tin là những người bắt đầu sớm luôn có những cái lợi thế về cạnh tranh. Nên các bé từ 4 đến 15 tuổi đã có thể bắt đầu sử dụng Cambly với gói Cambly Kids, giúp cho các bạn có thể thành thạo tiếng Anh từ sớm, cũng như là chuẩn bị cho những kỳ thi như là Cambridge hay là IELTS, để sau này các bạn có những cái định hướng đi du học hoặc là học trường quốc tế. Và để cho các bạn có thể bắt đầu việc học một cách dễ dàng và sớm hơn á, thì hiện nay Cambly sẽ có gói ưu đãi giảm 45% cho gói
gói linh hoạt với khóa học 12 tháng. Khi các bạn nhập mã PBT 2023, các bạn có thể học thử trong vòng 30 phút chỉ với 24.000 đồng cùng với nhiều ưu đãi và quà tặng khác. Chương trình này sẽ diễn ra cho đến hết ngày 30/11, cho nên các bạn tranh thủ sử dụng code trong thời gian này nha. Chi tiết của những cái ưu đãi và khuyến mãi thì mình sẽ để trong phần description. Một trong những cái điều quý giá mà mình nhận ra về tiền bạc vào năm 30 tuổi đó là mình định nghĩa được thế nào là sự xa xỉ với mình. Xa xỉ nghe nó đơn giản đúng không? Các bạn có thể nghĩ đến một thứ đắt tiền và nó là xa xỉ rồi. Nhưng mà đắt tiền với người này chưa chắc là giá trị với người khác. Mình có những cái câu hỏi sâu hơn về sự xa xỉ. Ví dụ như là cái thứ đắt tiền này nó có ý nghĩa gì với mình? Nó khiến mình cảm thấy như thế nào? Và mình có hạnh phúc không khi mà mình có được nó? Ví dụ như là cái việc nghe có vẻ không xa xỉ gì hết là việc mình đưa con đi học mỗi sáng và đón nó về mỗi chiều 5 ngày một tuần, mỗi ngày 2 tiếng. Mình đưa đi, mình về nhà làm việc, sau đó đến chiều mình lại đến trường mà mình đón về. Cứ mỗi lần đi là 4, là 10 cây số. Nó cần mình phải đánh đổi thời gian trong giờ hành chính, đánh đổi sự sắp xếp về công việc mỗi ngày đều đặn. Và mình sẵn sàng làm cái việc đó, bởi vì khi mà mình có được cái việc đó, mình cảm thấy hạnh phúc. Cái ý nghĩa của nó đối với mình rất là nhiều, vì nó tạo ra những cái ký ức, nó tạo ra những cái câu chuyện, nó tạo ra những cái sự kết nối của mình và con mình. Và nó lớn lên nó sẽ biết là bà nó luôn dành những cái thời gian quý giá nhất trong ngày cho nó. Mình luôn có những cái lựa chọn khác, ví dụ như là mình sử dụng dịch vụ đưa đón của trường, mình có thể thuê người đưa con đi học, hoặc là mình có thể nhờ một người thân. Nhưng mà cái lựa chọn của mình nó làm cho mình cảm thấy nó vừa xa xỉ nhưng nó vừa có ý nghĩa. Mỗi người đều có một cái định nghĩa về xa xỉ, mà nếu mà bạn không để ý thì bạn có thể sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Và nếu mà bạn không cẩn thận thì điều đó có thể dẫn đến cái việc là bạn sẽ chi tiêu tiền bạc của mình, những cái tiền bạc mà bạn đã rất là cố gắng đầu tư tiết kiệm, đi làm đa dạng hóa thu nhập để có, vào một cái mục đích gì đó mà sau này bạn nghĩ là bạn thấy nó không có ý nghĩa. Mình chắc chắn khi mà bước ra đường thì truyền thông, quảng cáo, rồi mạng xã hội, rồi đám đông sẽ luôn có cách để giúp bạn định nghĩa những cái sự xa xỉ. Một cái ví dụ nhỏ nữa thôi là cái việc bay thương gia, nhiều người nghĩ nó chỉ là đi từ A tới B, và thật sự là mình không cần thiết phải trả thêm một số tiền để có thể được bay thương gia. Mình có thể bay phổ thông mà mình vẫn đi được từ A tới B mà. Thế nhưng là đối với mình đó thì mình tìm được ý nghĩa, tại vì ngày xưa khi mà mình còn trẻ, mình nhìn những người bay thương gia mình rất là ngưỡng mộ, và mình luôn có một ước mơ là sau này khi mà mình có điều kiện thì mình sẽ luôn bay thương gia. Thứ hai là thật sự là khi mà mình bay thương gia thì trong những chuyến công tác, khi mà mình đến nơi thì mình có một cái tâm trạng và một cái cơ thể thoải mái hơn, mình đã được nghỉ sau một cái khoảng thời gian bay dài, và sau đó thì mình hoàn thành công việc của mình tốt hơn, và từ đó mình kiếm được nhiều tiền hơn. Vậy thì nó là một cái sự xa xỉ mà đáng giá. Nó là xa xỉ, nó là xa xỉ vì cùng một cái mục đích là bay từ A tới B, mình có thể chọn bay phổ thông để mình có cái sự tối ưu về tài chính hơn. Thế nhưng mà mình chọn bay thương gia bởi vì nó có ý nghĩa với mình, nó khiến cho mình có cái năng suất làm việc tốt hơn khi mà mình đến nơi, và từ đó thì mình kiếm được nhiều tiền hơn. Điều cuối cùng thì nghe nó hơi hạt giống tâm hồn một chút, thế nhưng mà mình nhận ra là mọi thứ nó không phải là về tiền. Đương nhiên chúng ta đi làm vì tiền, mỗi ngày chúng ta thức dậy chúng ta đi làm để trả tiền nhà, tiền pate cho chó mèo, tiền sinh hoạt hàng ngày, rồi chúng ta có tiền chúng ta lo cho con cái, vợ chồng, chúng ta lo cho ba mẹ mình nữa. Ai cũng cần tiền cả, mình không thể nói là mình không cần tiền được. Thế nhưng mà đôi khi mà mình nhìn rộng ra một chút thì mình cảm thấy là tiền nó không phải là tất cả khi mà mình đi làm. Khi mà các bạn ở trong những năm 20 tuổi và các bạn đang bắt đầu một cái sự nghiệp á, mình nghĩ là các bạn có thể dành một chút thời gian, các bạn suy nghĩ thử xem là nếu mà mình làm cái công việc này trong vòng 10, 20 năm nữa, 30 năm nữa, nếu mà mình không làm cái công việc này là vì tiền á, thì mỗi sáng mình thức dậy mình có cái động lực để bước ra khỏi giường đi làm không? Và cái động lực đó là gì? Như cái công việc làm nội dung này của mình chẳng hạn, ngoài những cái thu nhập mà mình nhận được thì mình còn nhận được những cái vẫy tay của các bạn ở bên ngoài, hay là những cái tin nhắn của các bạn. Các bạn nói là mình là một người bạn, một người đồng hành vào những cái thời khắc mà bạn cảm thấy cô đơn nhất, giúp bạn có được cái động lực để dám làm một vài những cái điều mà bạn đã luôn muốn ấp ủ từ lâu rồi. Và cái cảm giác mà mình khiến cho một ngày của một người nào đó trở nên tốt hơn, nó là một cái giá trị rất là lớn đối với mình. Và mình nghĩ là công việc nào cũng có cái ý nghĩa của nó cả, nên là các bạn hãy thử tìm xem những cái ý nghĩa đó của bạn là gì. Điều thứ 6 thì nó rất là nhanh và đơn giản thôi, đó là các bạn không nên mua một thứ gì đó bởi vì nó rẻ. Như mình đó, cái bài học của mình là mình mua một cái máy hút bụi, nó rất là rẻ và nó khá là xinh và nó làm được công việc của nó, nhưng mà nó chỉ làm được công việc của nó trong vòng khoảng vài tháng thôi. Sau đó thì mình lại phải mua một cái mới, và sau một vài lần thay mới thì mình quyết định là mình đầu tư vào một cái máy hút bụi nó
có giá trị cao hơn. Và từ đó thì mình không phải đi thay mới cái máy hút bụi rẻ nữa. Một cái món đồ mà nó đắt tiền và nó đáng tiền á, thì nó sẽ tiết kiệm được cho mình thời gian, tiết kiệm được cho mình cái sự thay mới. Khi mà các bạn đã 30 tuổi thì các bạn cũng đi làm ngót nghét 10 năm rồi. Cái thu nhập của các bạn chắc là cũng đã ok hơn thời 20 tuổi rồi. Cho nên là đây cũng là lúc mà các bạn có thể nhìn xung quanh trong nhà của mình có những cái thứ gì mà nó tạo nên cái sự lãng phí về tiền bạc. Khi mà các bạn cứ thay mới liên tục, nó cứ hư hoại, thì chúng ta sẽ tìm cách để chúng ta nâng cấp nó lên với một cái món đồ mà có giá trị cao hơn nhưng mà nó đáng tiền và nó không tạo ra cái sự lãng phí. Và đó là 6 điều mà mình chia sẻ với các bạn về tiền bạc buổi tối ngày hôm nay. Hy vọng là các bạn thích nó và hy vọng là các bạn có thể tìm được một cái sự liên kết nào đó để các bạn chuẩn bị cho tuổi 30. Đừng quên follow mình ở trên Instagram chị Nguyễn 2806 và Facebook page trên bạn thân.vn. Còn bây giờ thì chào tạm biệt các bạn.